chào quý vị đang đến với chương trình Gia đình học đường của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau trải qua một cái giai đoạn phải nói là hết sức khó khăn từ cái dịch coronavirus. Nó như một cú hiccup mà tác động đến toàn cầu, từ tài chính, chính trị, tất cả mọi mặt của đời sống. Riêng trong khía cạnh của một gia đình bình thường, một cái phạm vi nhỏ, thì những bậc làm cha, làm mẹ cũng có vô vàn những cái điều ưu tư, đặc biệt là về chuyện công việc của mình và chuyện là con cái học hành như thế nào. Và vì vậy, trong chương trình Gia đình học đường ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chương trình một nhân vật rất là đặc biệt. Ông là một luật sư và ủy viên của giáo dục của học Cogan Grove, đó là luật sư Nguyễn Quốc Lân. Luật sư sẽ có những cái câu trả lời cũng như là có những cái lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ, phụ huynh trong cái thời điểm hiện tại khi mà con cái nó đang phải đối diện với việc là học ở nhà hay là đến trường. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân đã nhận lời đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Dạ. Và là một người làm truyền thông và hơn hết cũng là một người mẹ có con cũng đang học ở học Cogan Grove, thưa luật sư Nguyễn Quốc Lân, và chúng tôi đang rất là mong đợi cái cuộc trò chuyện này. Cho đến ngày hôm nay thì cái chuyện học Cogan Grove đã có quyết định là sẽ học trò sẽ học online thay vì sẽ đến lớp học theo cái phương pháp truyền thống. Nhưng mà để đi đến cái quyết định này thì chắc chắn là học khu đã trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn. Vậy thì luật sư có thể chia sẻ một chút về cái quá trình để đi đến quyết định này như thế nào, và có những cái áp lực gì trong quá trình để ra quyết định này hay không ạ? Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Vy. Đây là cái câu hỏi, đó là vấn đề rất là khó khăn. Ngày xưa lúc mà tháng 3 quyết định đóng cửa đã là khó khăn rồi, tại vì chưa bao giờ ai đã làm quyết định chuyện này. Chưa từng đối diện với tình hình. Rồi sau đó mọi người nghĩ rằng nếu mà qua mùa hè mình có cái cơ hội chuẩn bị lại để quyết định mở cửa lại thì mọi người đều tập trung vô nghiên cứu cái kế hoạch mở trường lại thì mở trường như thế nào, rồi huấn luyện làm sao, rồi mua dụng cụ, mua tài liệu, rồi huấn luyện thầy cô, rồi chuẩn bị tinh thần cho các phụ huynh, rồi cái phương hướng mở trường, sửa trường, cái phòng ốc đó là như thế nào để các em có thể làm được. Nhưng mà để mở như vậy đó, rồi cái tình hình nó cứ thay đổi hoài, cái đội hướng đội nhiễm dịch đó nó cứ thay đổi hoài, thay đổi theo rồi mọi người cứ ngồi nói nó qua nó lại, nhiều chuyện lắm, mình không biết rằng những gì mình chuẩn bị ngày hôm nay tuần tới nó còn cái hiệu lực hay không, cái khó khăn như vậy. Rồi đùng một cái đến ngày 16 tháng 7, thống đốc ở California ra lệnh không ai được mở trường hết, cho tới khi cái tình trạng lan nhiễm nó ở cái mức độ kiểm soát được. Cho nên mọi người biết rằng là không có mở trường được. Rồi nhưng mà mình sẽ chuẩn bị cho cái ngày nào mình mở trường, mình vẫn tiếp tục cái kế hoạch mở trường của mình như thế nào. Nhưng mà bây giờ cứ coi như học online đi, nhưng mà vẫn tiếp tục cái kế hoạch đó, kế hoạch mở trường đó. Khi mà mở có kế hoạch mở trường đó, mình phải cân nhắc là phụ huynh muốn cái gì, cái lo lắng của phụ huynh làm sao, thầy cô muốn cái gì, cái lo lắng của phụ huynh của thầy cô và trường ốc bây giờ phải làm như thế nào, tài chính mình tài trợ cho các dụng cụ, đồ nghề, thủ tục như thế nào, mà huấn luyện mọi người này cái rất là khó khăn. Thì đúng là hiện nay các trường học khu Ganro, anh nghĩ là tất cả các học khu ở đây cũng đã vì theo cái lệnh đó mà phải mở trường gọi là học từ nhà, gọi là online. Tuy nhiên vẫn phải đang chuẩn bị cái kế hoạch mở trường lại khi mà cái tình hình lây nhiễm nó bị nó ở dưới cái mức mà có thể kiểm soát được thì nhà trường sẽ phải nghĩ tới cái chuyện mở trường lại. Dạ, hồi nãy luật sư có đề cập đến cái chuyện là để cái quá trình mà đi đến cái quyết định là các em sẽ học online thì sẽ gặp rất nhiều áp lực, học khu gặp rất nhiều áp lực. Trong đó có cả những cái việc mà nhiều khi về chính trị, rồi phụ huynh lo lắng là vì ví dụ như là để con học ở nhà thì cha mẹ làm sao đi làm, rồi lại job như thế nào đây. Cho nên có phải là hai cái xu hướng đó nó giằng co và rất là quyết liệt. Và ngay cả những cái trường, có những trường trong Orange County này cũng kiên quyết là muốn được mở cửa trường, phải không ạ? Dạ vâng, cái áp lực mở trường mà không mở trường nó rất là khó khăn. Thì đương nhiên bên nào cũng có cái lý của họ. Thì đương nhiên mình không mở trường tức là cho học ở nhà đó là vì cái chuyên viên nói mình phải làm như vậy, vì luật lệ nói mình phải làm như vậy. Còn cái áp lực mà muốn mở trường đó thì họ luôn luôn nói rằng học như vậy là không có hiệu quả gì hết, chẳng thà cần đừng có học gì hết, mà em ở nhà còn nguy hiểm hơn nữa. Còn ảnh hưởng về tâm thần của các em, ảnh hưởng cái khủng hoảng của các em thì cũng không học được gì hết. Đã vậy rồi các phụ huynh các em bây giờ làm gì giờ, không nếu mà đem ở nhà thì các phụ huynh cũng phải ở nhà.
rồi không đi học thì không có đi làm rồi được có làm tiền thì đây? Kinh tế nhà thì làm sao? Đó là chưa nói tới cái chuyện có nhiều nơi họ mở cho có các tiểu bang khác họ cho mở cái có sao đâu. Họ đang tính cho mở các em cho vào trường đây nè. Thì tại sao mà chưa có dấu hiệu gì các em bị cái gì hết. Thành ra nhiều cái áp lực qua lại nhưng mà cuối cùng học khu vẫn phải nghe lời các chuyên viên, coi các chuyên viên về y tế, coi các chuyên viên có cái thẩm quyền cái này để coi họ nói sao mình lắng nghe cái đó. Nhưng mà cũng phải lắng nghe tới phụ huynh nữa. Cho mỗi trường là một chuyện. Phụ huynh có cái sự an tâm, có cái sự can đảm để cho con vô hay không và trách nhiệm của mình cũng phải tính chuyện là có cái an toàn mà nếu chuyện xảy ra thì mình phải làm được cái gì để mà bảo đảm cái đó. Nên là nhiều cái áp lực đó tôi nghĩ rằng giờ này tôi vẫn nói quyết định mà gọi là không, mở trường cho các em học từ nhà vẫn là đúng. Tôi vẫn thoải mái cho tới lúc này để coi tình hình nó như thế nào. Hoàng Vy cũng nghĩ như vậy thưa luật sư, nhất là một người mẹ nữa. Trong suốt cái thời gian 4-5 tháng vừa rồi á, Hoàng Vy có theo dõi thấy là học khu liên tục gửi những cái tin nhắn hay gửi những cái bản survey gửi đến nhà để hỏi xem học phụ huynh muốn cái gì. Nhưng mà dường như là có nhiều bậc cha mẹ cũng đang đẩy cái trái bóng trách nhiệm á, đẩy sang phía học khu là bởi vì họ cũng bị confused quá. Họ không biết là nếu con ở nhà thì con cũng sẽ không có ổn về những cái vấn đề như là về mental health mà tí nữa chúng ta sẽ bàn. Nhưng mà nếu mà đem đến trường thì con lỡ nó nhiễm bệnh thì sao? Cho nên cuối cùng thật sự là một người mẹ thì Hoàng Vy cũng cảm thấy rất là vui khi mà học khu quyết định là con sẽ học ở nhà. Nhưng mà việc mà học ở nhà vậy thì học khu có những cái guideline gì cho các trường và cho các em học sinh trong cái việc mà học online như thế này không? Khi nó quyết định ở học ở nhà đó thì học khu cũng đã rút kinh nghiệm cái 3 tháng của semester vừa rồi. Thì khi mình đón nhận cái ý kiến phụ huynh đó thì nhiều phụ huynh vẫn nói rằng các em ở nhà nó không để ý, rồi lên hay không lên thầy cô cũng không biết, nộp bài hay không nộp bài thầy cô cũng không chấm bài, thành ra không có chấm điểm, không có thi, không có gì, thành ra rút cái kinh nghiệm đó. Thậm chí chúng tôi phải hiểu rằng cho dù họ online, chúng tôi đã đặt cái quy định rằng cũng phải có cái tiêu chuẩn gọi là học vấn đàng hoàng, cũng phải có cái bài thi rõ ràng để trách nhiệm cái trình độ học vấn của các em, cũng phải có cái gọi là attending, tức là buộc các em phải ngồi học chứ không phải muốn lên thì lên, và cũng phải buộc các em phải mặc quần áo đàng hoàng chứ không phải là mặc đồ ngủ đồ ấy lên, và các thầy cô phải đúng cũng cái phải giờ đó vô đúng cái giờ đó ra, chứ không có phải là một hứng thì lên không hứng thì thôi. Thầy cô cũng phải hoạt động như là mặc quần áo, trang điểm đàng hoàng, chứ không phải là ngày xưa muốn làm sao thì làm. Và cái điểm bài thi cũng phải, cái bài thi bây giờ đương nhiên nó khác cái bài thi thông thường. Thầy cô cũng phải có cái đó. Và tất cả mọi người, thầy cô cũng phải được huấn luyện để mà dạy cái đó. Phải có nhiều cái resource và có nhiều cái tài liệu để mà loan truyền nhau, để mà hướng dẫn cho các em. Cũng phải có các vị giám hiệu, tức là administrator đó, cũng phải giám sát việc đó. Cũng phải để ý là các thầy cô có làm đúng như vậy hay không. Thì đó là nhiều cái cân nhắc tụi tôi có thể nói rằng, cho dù học online, chúng tôi phải có một cái tiêu chuẩn tốt nhất có thể được. Phải có một cái mức độ gọi là expectation, là phụ huynh thấy con em mình được giảng dạy như thế nào. Và tất cả mọi người đều có cái tiêu chuẩn, có cái giờ ra, giờ vô, có cái bell schedule rõ ràng, chứ không có phải hứng lên là như thế nào. Thành ra đúng khi mà học online, nhưng mà cái chương trình online bây giờ nó khác hẳn với lại cái khóa vừa rồi. Cái đó là có nghĩa là cái chương trình học sẽ khác với chương trình học truyền thống, cũng là chương trình, cũng là tài liệu đó thôi, nhưng mà cái cách giảng dạy, cái phương thức giảng dạy nó khác với cái chương trình cái khóa vừa rồi. Khóa vừa rồi là đùng một cái tuần sau là không có vô trường nữa, thành ra không ai chuẩn bị kịp cho cái đó là cái gì, bởi vì cái điều đó nó đột ngột, nó đến quá. Vâng, nên cái đó là vì vấn đề an toàn mình cần phải làm như vậy. Nhưng bây giờ thì mọi người đã có cái cơ hội rồi, chúng tôi đã có nguyên cả mùa hè để chuẩn bị, để thu gom tài liệu, để huấn luyện, để mà chuẩn bị, để có cái điều lệ công tác thì nó khác hơn. Cho nên cho dù học online thì vẫn có cái tiêu chuẩn đàng hoàng. Nếu mà có thể vô trường được thì
sẽ dỡ lại cái tiêu chuẩn gọi là như thế nào đó để bảo đảm an toàn các em. Chúng tôi vẫn phải chuẩn bị luôn là lỡ may cần thiết trở lại, các em trở lại trường nghề, trở lại về nhà ngày hôm sau rồi vẫn phải tiếp tục học cái đó mà không bị gián đoạn cho các em. Tức là phải có chuẩn bị hết tất cả các A, B, C, D. Dạ vâng, tất cả phải chuẩn bị tất cả cái đó như vậy hết. Học online cả năm hay là học online cho đến cái mùa nào đó mà cảm thấy cái tình hình dịch bệnh nó giảm thì mình sẽ trở lại. Nhưng mà tuy nhiên đó là câu hỏi mình sẽ bàn sau. Hồi nãy luật sư có nói một cái ý là có cái expectation và có cả cái tool để mà giám sát cái việc đó, thì Hoàng Vy hoàn toàn rất là đồng ý và Hoàng Vy tin vào những cái lời luật sư nói. Tại vì thể hiện ở chỗ là cái suốt một tuần vừa qua thấy học Cougar Grove gửi đến cho phụ huynh những cái tin nhắn ghi rất rõ những cái schedule là các em phải 8 giờ là phải lên Zoom meeting, rồi mấy giờ là phải thậm chí là có phải có exercise, rồi thầy cô sẽ monitor như thế nào. Thì cái việc đó là rất là nên, phải không ạ? Và chị Vân, cái đó rất là quan trọng. Tại vì lúc mà cái khóa vừa rồi đó, chúng tôi không thể nào điểm danh các em được. Tại vì có nhiều em nhà không có internet, nhà các em không có computer. Vậy thì học khu hỗ trợ như thế nào cho những nhà bây giờ, không có computer? Những em nào không có internet, chúng tôi có cái hotspot. Chúng tôi có cái cách đưa internet cho các em. Dạ. Em nào không có computer, chúng tôi có phương tiện cấp cái computer cho các em. Thành ra các em không thể nào nói là không có computer, không internet được. Dạ. Tôi có hiểu cái hoàn cảnh của kinh tế của mỗi gia đình. Dạ. Nhưng mà học khu đã có những phương án để giúp đỡ các em trong trường hợp này. Dạ. Cho nên các em không thể nào coi là không vắng mặt được. Thành ra cái chuyện vắng mặt cũng phải coi là vấn đề rất là nghiêm trọng. Chúng tôi coi cái vấn đề đó rất là nghiêm trọng cho các em. Cho nên chúng ta sẽ bàn tí nữa cái chuyện mà hỗ trợ cho student như thế nào và cho cả cha mẹ. Nói một chút về chuyện thầy cô đi, luật sư. Tại vì thực ra là đó cũng là một cái nhân vật rất là trung tâm, thầy cô và học trò rất là trung tâm trong cái câu chuyện này. Thì học khu có những cái hỗ trợ như thế nào, những cái support như thế nào cho thầy cô? Vâng, thầy cô đó, thầy cô và cả thời gian đầu nó cũng có cái vấn đề thầy cô là thầy cô ở nhà cũng có con nhỏ như vậy nữa. Thầy cô cũng có bố mẹ già, có cái chuyện chăm sóc. Nhưng mà khi vào cái khóa này đó, chúng tôi nói với thầy cô là thầy cô cũng vẫn phải đi dạy như bình thường. Chứ không thể nào viện cớ là có con em giúp đỡ ở nhà, lo con em mà không lo cho lớp của mình. Thế thầy cô vẫn phải có chương trình, vẫn phải có giáo án, vẫn phải có... Và trách nhiệm nặng nề hơn rất nhiều, phải không? Trách nhiệm nhiều hơn, có dạy các em qua internet nó khó khăn hơn là dạy trong lớp. Dạ. Nhưng mà thầy cô hiểu cái đó, thầy cô phải chấp nhận cái đó là cái hoàn cảnh mà tất cả mọi người còn phải cố gắng là như vậy. Dạ, cho nên suốt mùa hè vừa rồi là học khu có cái những cái giờ để mà training cho thầy cô không? Dạ vâng, tất cả mọi người đã chuẩn bị training cho các thầy cô rồi, thầy cô cũng có cái cơ hội trao đổi những kinh nghiệm, trao đổi những cái tài liệu qua. Thì bây giờ thầy cô có thể có vẻ như là đã chuẩn bị sẵn và rút cái kinh nghiệm của semester vừa rồi, thành ra thầy cô có vẻ sẵn sàng hơn, chấp nhận hơn mà tất cả mọi người chỉ hy vọng thôi. Tôi hy vọng cái semester này sẽ đều đặn hơn, miễn là mình có sự chuẩn bị tốt. Vâng, dạ. Chuẩn bị trước. Dạ. Và thưa quý vị, chúng tôi Hoàng Vy đang gặp gỡ luật sư Nguyễn Quốc Lân và để trao đổi những cái vấn đề xoay quanh cái việc là chúng ta sẽ làm gì để giúp đỡ cho con em trong cái mùa dịch này và đặc biệt là học ở nhà online. Và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho thương mại.